Không biết là hiện tại thì anh em đang đang chơi bắn cá ở những con game nào nhỉ? Ở cái app nào anh em? Trước đây thì cái thời điểm mà bắn cá nó đang thịnh hành, mới thịnh hành anh em. Mới thịnh hành ở trên những cái máy bắn cá ở trung tâm thương mại ấy, với cả những cửa hàng mà mở những cái máy bắn cá ra anh em. Đấy. Thời đó thì tôi gọi là nghiền ngập luôn mà. Thật sự luôn anh em. Thời đó là đúng kiểu nghiền ngập luôn đấy. Chơi mà chơi bắn cá mà em quên đường về luôn anh em, ảo thật sự luôn. Đúng là kiểu bắn cá nó có một cái sức hấp dẫn rất là lớn anh em nhỉ. Không biết anh em cảm thấy thế nào nhưng tôi thấy là riêng con bắn cá là nó luôn có một cái lực rất là hấp dẫn người chơi đấy. Tôi chơi mà kiểu kiểu bị cuốn luôn anh em, nhưng mà hồi đó chơi cũng ghê, chơi kiểu mỗi lần thấy mình vào là mấy thanh niên lại xuống lại xem, rất là sướng luôn. Nhìn vừa chơi vừa có người xem, vừa có khán giả xem, rất là sướng luôn. Thì nói chung là cũng lúc ăn lúc thua anh em, lúc ăn lúc thua thôi. Nhưng mà trước đây thì đang chơi theo kiểu là tuổi trẻ chưa trải sự đời anh em ơi, chơi kiểu chơi vô bổ lắm, chơi không không có tính toán gì, cứ vào là chơi thôi. Mặc dù là vẫn ăn được nhưng mà kiểu nhiều lúc mình chơi nghiêng về cái phần đam mê quá anh em đấy, nghiêng vào cái phần đam mê quá cho nên là nhiều khi thua tanh bành tứ xác luôn. Đấy, tức là thời đó là có là chơi, có là chơi, có bao nhiêu là cứ nạp vào chơi thôi, có bao nhiêu là cứ nạp vào chơi, không 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 kể cái gì hết, lag rồi anh em ơi, mà lag rồi, mạng chán quá anh em ạ. Mạng tôi mẹ đợt này như kiểu đấy lại lag này mẹ em mày, mang kiểu đợt này kiểu như kiểu mà đây rồi húp này, như kiểu bị ai cắt cáp hay sao ấy, giống như kiểu mà mạng phổ thông anh em. Một tháng biết bao nhiêu tôi bao nhiêu đóng đóng bao nhiêu tiền mạng anh em. Một tháng của tôi mẹ 3 lít tiền mạng đấy anh em ạ. 3 lít là thuộc dạng ở hộ gia đình mà 3 lít là ghê rồi đấy. Mình tôi một tháng là 3 lít tiền mạng đấy, nhưng mà mạng nhiều khi nhìn rất là muốn cắt bố nó dây luôn. Nhiều lúc mà đang những lúc căng thẳng ấy, chơi những cái này không nói, nhưng nhiều lúc lâu lâu vào làm trận Liên Minh hay là FIFA anh em. Những lúc mạng nó lag phát là mẹ ui giời cay cú, cay cay vãi luôn, thề luôn. Mà đã hiểu kiểu gì luôn, chắc là phải làm cái đơn đề xuất lên lên cho nhà mạng là mạng đợt này thế này thì mấy bố thu hồi về mà dùng đi, chứ mạng méo thế này thì đã hiểu kiểu gì luôn. Cứ mỗi lần mà tôi gọi mấy cái thanh niên kỹ thuật xuống kiểm tra ấy thì mạng lại ok, mà mấy thanh niên về phát là ngày mai là bắt đầu lại đâu vào đó, lại lag lag như chưa từng được lag luôn anh em. Thời điểm này mà em mang dung vẫn còn lag đây tôi cũng chịu luôn đấy. Tầm này các nhà mạng đang cạnh tranh nhau rất là khốc liệt, mà mấy thanh niên làm thế này thì mất khách quá, quá mất khách luôn. Tôi nói ngay từ đầu luôn, những cái lúc mà mạng ấy tôi nói ngay từ đầu luôn đó là mạng mà mấy anh làm thế này thì em mà không sử dụng được thì em sẽ gắt đấy. Đấy, cũng kiểu nó cũng nói qua nói lại thế này cái kia, nó kiểu cáp bị đứt đổ các thứ ấy, thì mình có thể thông cảm với nó một hai lần, nhưng mà làm sao mà anh mãi cứ cứ thế này, tình trạng này mãi thì rất là chán đời luôn. Ok thôi, quay trở lại với vấn đề chính đây anh em ơi. Thì bình thường thì không biết là anh em bắn cá ấy, em chơi bắn cá thì anh em thường thường săn những con cá nào anh em, thường săn những con cá nào? Tôi thì thật sự với tôi ấy, những con cá nhỏ là tôi rất là ít khi bắt, mà hầu như là không bắt cá nhỏ luôn. Đây, những con cá nhỏ này thì bắt thật ra là mình chỉ tốn tốn đạn thôi anh em ơi, tốn đạn và tốn thời gian thôi. Tôi chỉ tập trung bắt những con cá to này. Và cái map này anh em này, anh em để cái map này nó sẽ có hai con cá to này. Con này là nhân 100 này, cá chép là nhân 100 này. Con cá đuối này là nhân 80 này. Một trong hai con này sẽ nổ rất là nhanh. Một trong hai con sẽ nổ rất là nhanh, nhưng không biết con nào thôi. Đấy, sẽ một con nổ, sẽ có một con nổ rất là lâu và một con nổ rất là nhanh, nhưng mà không biết con nào nổ nhanh thôi. Không biết là con nào nổ nhanh, con nào nổ lâu thôi. Chắc là cứ bắn cá chép đi, vì cá chép nó nhân cao hơn. Tôi thường ưu tiên những con cá mà có tỷ lệ nhân cao anh em ơi. Thì tức là mình bắn có vẻ lâu hơn một tí nha, bắn lâu hơn một tí, nhưng mà khi mà nó nổ ấy thì mình vẫn còn lãi, vẫn còn lãi, hoặc là cũng lỗ thì không lỗ nhiều. Chứ bây giờ anh em bắn những con cá nhỏ mà xem, bắn những con cá nhỏ đấy nha, bắn Huy này, bắn những con cá nhỏ nhá, là gặp những con cá mà nó lì ấy, em nó kiểu nó có áo giáp hay là nó em chơi chơi đồ chơi doping như sao ấy, em bắn cả ngày chơi nó không nổ, mà đến khi nó nổ phát là thì cũng không được bao nhiêu, đúng chưa, không được bao nhiêu, tính ra mình lỗ rất là nhiều luôn.
đấy, anh em lưu ý cái vấn đề đó, anh em hãy lưu ý vấn đề đó. Thì những con cá lớn này anh em này, những con cá lớn này anh em đừng có nghĩ là nó lâu nổ nhá, tức là có những con là mới vào là bắn phát là nó nổ ngay luôn. Mình chỉ cần một ngày mình chỉ bắt khoảng ba bốn con như vậy thôi là mình lãi khoảng ba bốn củ là ngon lành thôi, đúng nhá, đúng nhá. Mỗi ngày chỉ bắt khoảng ba bốn con như thế, nếu mà cái nhân phẩm của mình tốt đấy, cộng thêm cái kinh nghiệm nhìn cá nữa, cái kinh nghiệm nhìn cá nó ok một tí nữa là mình vào mình bắn khoảng khoảng đâu đó khoảng 5 7 phút gì đấy, bắt khoảng ba bốn con cá to ok là ngon rồi đấy, không cần phải nhiều anh em ạ, không cần phải nhiều. Lạc tiếp này, mẹ em này, còn lại thầy luôn này, vẫn lạc này, ok rồi. Lúc lúc mẹ em lúc cần mạng nhanh thì không nhanh, lúc cá đi hết bố rồi bắt đầu ông mới lòi lòi cái mạng lên, vãi cả linh hồn luôn, thề cay thật sự. Con rồng này thì nãy giờ theo đuổi rồng mãi nhưng mà đây rồi, may quá, may mà còn 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 nổ chứ mẹ, tầm này mà không nổ thôi xong luôn, không bao giờ tao bắn rồng nó luôn. Ok, hiện tại thì đã lãi được 1,5 củ rồi, chắc là kiếm thêm khoảng vài ba củ nữa là nghỉ anh em ơi. Tầm này cứ ăn non thôi, cứ ăn chắc mặc bền thôi anh em ơi. Anh em nhá, nếu mà để tôi chơi bán cá nha, mỗi ngày kiếm khoảng 2 3 củ ấy đều đặn ấy thì không khó rồi, chắc chắn là không khó với tôi. Thế luôn. Chẳng qua nhiều khi tôi tham quá tôi muốn ăn nhiều hơn ấy, với lại tôi cũng thích bán cá anh em, nhiều lúc cứ bán nhiều quá, bán lâu quá ấy. Đấy, kiểu như vậy, bởi vì tôi rất là thích bán cá anh em ơi. Không biết là anh em đam mê với con game nào, tuy nhiên mỗi người có một con game đam mê. Tôi bản thân tôi rất là thích bắn cá nha đấy, thì tôi cứ mỗi ngày tôi phải chơi một tí mới ok được anh em ơi, mỗi ngày cứ phải vào bắn một tí mới được. Mẹ mày gãy này, cá sấu ơi là cá sấu ơi, cá sấu chơi thế này thì chết rồi. Đây xong rồi, mẹ em bắt đầu này, đi xuống rồi đấy, bắt đầu đi xuống rồi đấy, bắt đầu mẹ mình tăng tăng mức đạn lên, bắt đầu thấy lủng củng ở đây anh em, bởi vì mình chơi mức đạn 10k quá lâu rồi, bây giờ mình tăng lên thì mẹ nó hơi lủng củng một tí nhưng không sao, cứ bắn từ từ thôi. Tầm này thì điều phối nó ok một tí được rồi, gặp mẹ thanh niên này được 2 củ vào chơi phát 50k thôi, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, ném tiền qua cửa sổ rồi em ơi, tình huống tự hủy của thanh niên này. Ok nhá, lại 2 củ rồi nhá, thấy chưa, cứ từ từ bình tĩnh thôi, đừng có tham như mấy thanh niên này anh em nhá. Vốn ít thì mình chơi từ từ, mình kiếm từ từ chứ đừng có tham. Vốn ít mà nó làm phát nó lên luôn thì cũng chịu luôn, mình phải đánh đổi chứ anh em, mình phải biết đánh đổi chứ. Tức mình chơi như thế nào là mình phải có cái nguồn vốn thế nào mình mới chơi mình mới ấy được chứ. Bây giờ ai cũng cầm 1 2 củ vào bắn phát 50k xong đi ra làm sao được anh em. Đồng ý là có thể là có những con là nó nổ nhanh, nhưng mà mình phải chơi là mình phải xác định chơi như thế nào để cái xác suất của mình nó cao hơn đã. Đấy, rồi bây giờ mới dựa vào cái may mắn nha. Bây giờ anh em cứ đem cái vận may ra để mà đánh cược với nhà cái thì làm sao được anh em, đúng chưa? Chơi cái gì cũng phải phải phải, phải biết đường nha anh em. Để chơi bây giờ mà cứ chơi mà cứ 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 giao phó cho cái nhân phẩm này làm sao mà nên người được cả anh em. Mà con cá sấu nãy giờ chưa bắt được con nào luôn này, nãy giờ chưa bắt được con cá sấu nào này, lỗ rồi, tôi thấy là lỗ với con cá sấu này đấy. Mà lên 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 lại lại 2 củ rồi mà lại vì con cá sấu này mà đi xuống rồi thôi. Sấu ơi là sấu ơi, ở may quá vẫn nổ này, may mà vẫn nổ phút cuối đấy, không thì mẹ từ nay đéo bao giờ bắt con cá sấu nữa. May mà vẫn nổ kịp thời đấy, sao đợt này rồng nó ra nhiều thế nhỉ, bắt rồng xem nào, rồng ra rất là nhiều luôn nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy nổ con nào. Đây thanh niên này ảo tưởng sức mạnh này, 3 củ vào chơi phát 80k thế này thôi xong rồi, ai ăn đây, ok luôn đấy, mẹ mày lãi 5 củ rồi, xuống thôi xuống thôi. Nổ phát là tôi nghỉ luôn này, nổ phát là tôi chốt lãi tôi nghỉ luôn này, thôi không nổ rồi, không nổ rồi, đây rồi, ok ngon lành chưa, đấy ngon lành chưa anh em. Như thế thôi, tôi mỗi ngày tôi chỉ cần như thế thôi, tôi không chơi nữa đâu. Tầm này đủ đủ cái KPI của tôi rồi, đủ KPI rồi anh em ơi, đừng có chơi lan man quá làm cái gì, đủ lãi là mình nghỉ ngay, chốt lãi ngay, đủ lãi phát là nghỉ ngay luôn. Đây
thanh niên này ba củ vào chơi 10k thì còn gọi là hợp lý này, nhưng mà vẫn vẫn ấy vẫn hơi mạo hiểm đấy, thanh niên này vẫn hơi mạo hiểm đấy, tầm ba hai ba củ thì mình nên chơi 5k thôi, cứ chơi từ từ thôi, tham làm cái gì, đúng chưa, vốn ít thì mình chơi từ từ thôi. Ok thì có lẽ là tôi sẽ xin phép là tôi sẽ dừng video lại tại đây anh em nhé. Thì cái đường link của con app bắn cá đổi thưởng hiện tại mà tôi đang chơi đây, tôi sẽ ghim ở phần mô tả cho anh em nhé. Anh em nào có cùng đam mê thì có thể vào và giao lưu cùng tôi.